Thưa quý vị và các bạn, chương trình trao vòng tay nhân ái do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức đã đến khám chữa bệnh, phát thuốc tặng quà cho các em học sinh và người dân tại xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Do bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới nên con đường đến với xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ trơn trượt, khó đi hơn ngày thường. Nhưng háo hức chờ đón chúng tôi là các em học sinh và thầy cô giáo của trường tiểu học xã Tam Sơn. Tại đây, đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã trao tặng 40 suất quà gồm sách vở, đồ dùng học tập cùng đồ chơi cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng trao tủ sách với hơn 200 đầu sách, gồm sách thiếu nhi, sách văn học, sách khoa học cho các em học sinh tham khảo, nâng cao trong học tập và làm phong phú hơn cho tủ sách của nhà trường. Em là con thứ hai trong gia đình, bố mẹ em bị bệnh nặng, để em bị bệnh lao phổi, chưa mãi không khỏi được. Và em đang giúp bố mẹ rất là nhiều. Khi có phần quà này, em sẽ học thật là gọi là cho bố mẹ vui ạ. Hôm nay em được quà, em cảm thấy rất là vui. Em xin hứa em sẽ học tập thật giỏi để không phụ lòng thầy cô. Đoàn từ thiện đến với học trò của chị thì cũng là một cái nguồn động viên để thúc đẩy trong quá trình công tác giảng dạy của các thầy giáo cô giáo, và cũng hỗ trợ cho các em học sinh một món quà nhỏ, và từ một món quà nhỏ đó cũng là một trong những phương pháp để giáo dục các em học sinh là biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Khi mà mình gặp những cái điều khó khăn thì cũng đã có những người khác để chia sẻ. Cùng với chương trình trao tặng quà, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các em học sinh và người dân nơi đây. Trao vòng tay nhân ái là chuỗi hoạt động thăm khám từ thiện thường niên của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc nhằm góp một phần nhỏ đem đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng một cách hiệu quả và tạo điều kiện cho đồng bào nghèo có cơ hội được tiếp xúc với các dịch vụ y tế chất lượng cao. Đã thành thông lệ hàng năm, kể từ năm 2012, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc luôn tổ chức chương trình trao vòng tay nhân ái để tặng quà, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho học sinh cùng đồng bào dân tộc ở những vùng còn nhiều khó khăn. Vừa nay em đã được khám về tai mũi họng, em cảm thấy rất là vui và vinh dự. Em thấy bác sĩ khám rất là tận tình, luôn quan tâm đến bọn em ạ. Đã khám từng các bạn học sinh ạ. Và được ở hộ nghèo về đây thì các bác sĩ là khám là rất là nhiệt tình và rất cảm ơn các bác sĩ ở đây. Cái việc làm từ thiện này chúng tôi thường tham gia thường xuyên, và Hồng Ngọc chúng tôi rất hay tổ chức các cái đợt đi từ thiện này, năm nào chúng tôi cũng tổ chức, và chúng tôi thấy là mình thấy là ngay cả khi mình đã về hưu rồi cũng vẫn mang được một phần sức của mình, công sức của mình để đóng góp cho xã hội, để làm giảm đi cái nỗi đau và giảm đi cái sự nghèo của một số vùng nghèo trên đất nước. Những năm qua, thông qua chương trình này của Bệnh viện Hồng Ngọc, đã có hàng nghìn người dân và các em nhỏ ở những vùng miền còn nhiều khó khăn trên cả nước đã được thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hàng nghìn suất quà khuyến học đã được trao đi, và biết bao mảnh đời bất hạnh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Đó chính là động lực để tập thể y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục làm nhiều việc có ý nghĩa cho cộng đồng.